cho các bạn thêm một cái tiêu cảnh này. Đây là mình cũng làm được mấy bữa rồi thì mình không có quay video lại, thì mình cũng dán đá các bạn, dán đá trên một cái đĩa tròn đó, đĩa tròn đó, dán đá rất chắc chắn ha đó. Thì grill trồng xong hết rồi đó. Thì các bạn thấy cái hốc này không đó, mình đã chừa cái hốc này đó, chừa cái hốc này để mình trồng cây. Thì mình lên ý tưởng, mình dán đá xong hết rồi thì mình tìm cây cho nó phù hợp đó. Thì đây các bạn, mình đã tìm được một cây này đây đó, sam hương các bạn đó, sam hương mini. Thì mình đã mới gửa rễ nó rồi, cắt rễ nó rồi đó, thì mình sẽ trồng nó lên đây các bạn đó, trồng nó lên đây, trồng cho nó nằm ở trên cái chỗ này đó, cho nó nằm đây. Thì đây không phải là núi nha các bạn, đây mình chỉ làm mô phỏng một cái hòn đá thôi chứ không phải là núi. Thì các bạn có thắc mắc nữa tại sao trồng cây mà nó cao hơn núi ha? Đây không phải là núi, đây là mình chỉ mô phỏng một cái hòn đá thôi, một hòn đá của cái núi thôi đó. Thì mình sẽ để như vậy đó, là xong mình đắp đất lên các bạn.
các bạn nên nên sưu tập những cái giớn nè các bạn, cái giớn chầm lan đó, để chúng ta phủ lên những cái chỗ mà chúng ta mới trồng nè, phủ lớp giớn lên để cho cây nó giữ ẩm nè. Tốt. Thì chúng ta đưa cái rễ nó lên đó, thì chúng ta cần cái dư ẩm nó lại, nhét cái giấy là vô cái rễ, những cái chỗ như vậy nè, những cái rễ nó lòi lên như vậy nè các bạn nhé.